Hallelujah. Kính chào đại gia đình thân thương. Chào các bạn. Hôm nay ngày mới, Blue Mờ xin kính chúc cho đại gia đình mình được dồi dào sức khỏe, được nhiều sức mới nha cả nhà, nhiều năng lực nè, nhiều niềm vui trong cuộc sống. Cả nhà thân yêu ơi, cả nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nha, chống Covid nha cả nhà, đồng lòng một dạ chống Covid nha cả nhà, để cho Covid nó qua mau đi rồi cuộc sống sẽ trở lại bình thường, niềm vui sẽ tới ha cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất nhiều luôn. Hôm nay Blue Mờ xin mời đại gia đình thân thương của mình và các bạn đi xem những nhà riêng của nước Đức nó đẹp như thế nào, và chỗ để ô tô của họ ra sao, để mình giới thiệu cho đại gia đình mình xem nha. Mời cả nhà mình đi du lịch cùng Blue Mờ nha, qua màn ảnh nhỏ này nha cả nhà, nha các bạn, để cả nhà cũng am hiểu thêm gì một chút gì ở nước Đức này, có cuộc sống ra sao, nhà cửa như thế nào và chỗ để xe ra sao nhé cả nhà. Blue Mờ xin mời đại gia đình, mời các bạn cùng đi với mình nha. Đi thôi cả nhà ơi, các bạn ơi đi nha. Đây đại gia đình mình xem nè, đây là những ngôi nhà riêng của họ, riêng biệt của họ, họ rào lại đó. Đó, họ trồng trọt ở trước cửa nhà cho đẹp đó cả nhà. Ôi, các bạn thấy đẹp không nè? Đấy, nhà riêng của họ là như vậy đó cả nhà. Tiếp tục nha cả nhà. Đây, đại gia đình mình xem nè, nhà riêng của họ đẹp ra sao nè. Đó, họ trang trí ở trước cửa nhà rất là đẹp luôn. Đó cả nhà, các bạn xem các bạn thích không nè. Bầu trời hôm nay rất là trong xanh, gió mát luôn cả nhà ơi. Còn đây là chỗ để xe của họ đó cả nhà. Đó, đây nè, hai cái này là chỗ để xe đó cả nhà. Thấy hay không nè, rộng rãi ha, có chỗ để xe đàng hoàng luôn đó cả nhà. Người ta có nhà riêng, người ta cũng có chỗ riêng để xe riêng nữa cả nhà. Đó, nhà riêng của họ, họ trang trí rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Đó cả nhà, trước cửa nhà họ cũng để dài cái trái giống như trái banh á, mà đẹp quá cả nhà, tròn tròn dễ thương. Wow, những ngôi nhà đẹp quá ha các bạn ha. Đây cả nhà ơi, các bạn mình xem những cái khu này nè, từng ô này là nhà để xe đó cả nhà. Đó các bạn, đây là chỗ để xe đó nha, nhà riêng của người ta đó. Đó, đây là khu để xe riêng đó, riêng biệt luôn đó cả nhà. Đó, ô tô cũng được có nhà riêng nữa chứ, dễ thương chưa. Ô tô cũng được ở trong nhà riêng, bảo vệ cho xe đẹp hơn, không bị trầy trụa. Đây các bạn ơi, ngôi nhà này cũng đẹp nữa nè, trang trí rất là đẹp luôn, có đá trước cửa nhà nữa, rất là đẹp cả nhà ơi. Người ta trang trí rất là đẹp cho khu vườn trước cửa nhà của người ta đó cả nhà. Wow, các bạn thân yêu của mình ơi, các bạn xem nè. Wow, trước cửa nhà người ta trồng một cây lê nè cả nhà. Các bạn, có trái nhiều ơi là nhiều luôn nè. Wow, quá chừng trái luôn. Lê ơi là lê, sai trái ơi là sai trái nè. Các bạn thích không nè, hái trái ăn ha cả nhà. Mình nói đùa thôi,
chứ này giường của họ, nhà của họ dám ái đâu cả nhà. Thấy người ta la đó. Wow, đẹp quá. Wow, sai chưa? Lê này giòn ngon lắm cả nhà ơi. Các bạn ơi, các bạn thích không nè? Sai trái chưa? Chùm 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 luôn. Wow, ngon quá đi thôi đó. Wow, ngon ơi là ngon cả nhà. Các bạn thích không nè? Wow, lúc lúc trên trời cao luôn. Nhiều quá. Wow, đẹp quá cả nhà. Nhiều trái quá. Wow, nhìn cái lê nhỏ nhỏ xinh xinh cả nhà. Mà là nhiều trái ơi là nhiều trái luôn. Wow, trước cửa nhà người ta trồng á các bạn ơi. Mà đẹp như vậy đó. Vừa đẹp mà vừa có trái ăn nữa chứ. Hay ơi là hay luôn nè. Wow, thích ơi là thích hả cả nhà. Còn cây lê này nữa nè các bạn ơi. Đó, trái lê ngon chưa nè. Wow, làm một dĩa muối ớt hả cả nhà. Wow, ngon quá. Có dĩa muối ớt là hái trái lê này xuống ăn là giòn ngon ơi là ngon nè. Wow, trái ơi nhiều là trái nè. Wow, nhiều lê ngon quá cả nhà ơi. Wow, các bạn ơi, các bạn xem nè, đẹp chưa? Wow, ngôi nhà lý tưởng quá các bạn ơi. Cả nhà thân yêu ơi, ngôi nhà này đẹp quá đi thôi. Mọi người ta trang trí nè cả nhà. Wow, có lá cờ Đức nữa chứ. Wow, đẹp quá cả nhà ơi. Bông hoa nhiều ơi là nhiều nè. Các loại bông hoa đó nè, hoa mặt trời nè, hoa cúc nè, tím, xanh, đỏ, vàng đều có cả nhà. Lý tưởng cho khu nhà này quá hả. Wow, đẹp ơi là đẹp, thích ơi là thích nè. Ước gì cũng có ngôi nhà riêng này ở ha cả nhà. Wow, đẹp quá đi thôi. Blue không có nhà đâu cả nhà ơi. Blue chỉ ở nhà mướn thôi. Cả nhà thấy đẹp không nè? Quá chừng đẹp luôn. Mơ nha cả nhà. Các bạn ơi, mơ cho mình có một ngôi nhà đẹp như vậy để ở ha. Thích ơi là thích luôn. Quá chừng thích luôn cả nhà. Wow, đẹp ơi là đẹp. Đây, trước cửa nhà người ta có con gì nữa nè cả nhà ơi. Con gì mà đỏ chói à. Wow, giống con bò quá mà không phải con bò cả nhà. Con này là con gì cả nhà? À, chắc hà mã. Hà mã ăn cỏ đó phải không cả nhà? Wow, giống lắm mà không biết phải không ha. Sao là màu đỏ. Lạ hả cả nhà. Wow, các bạn thấy khu nhà này ra sao nè. Cả nhà thấy đẹp không nè. Wow, mọi trang trí cũng rất là đẹp cả nhà. Có hình tượng cô gái dễ thương nữa kìa. Wow, đẹp ơi là đẹp. Chưa, quá xinh đẹp luôn cả nhà ơi. Họ trang trí trước cửa nhà lý tưởng quá ha các bạn ơi. Các bạn xem đẹp không nè. Đó, rất là lý tưởng nha. Rất là đẹp luôn. Có những cái cây nè. Rất là đẹp nè. Wow, giống như cây thông vậy cả nhà. Rồi có đá nè, đá lớn, đá nhỏ. Đó. Rồi cái cây, mấy cây giống như là ở dưới biển đó cả nhà. Đẹp ơi là đẹp luôn. Có cái chậu để trồng hoa nữa kìa. Wow, lý tưởng quá hả cả nhà. Wow, ngôi nhà này hạnh phúc quá. Wow, nhìn đẹp ha. Còn là gạch gạch thôi.
nhìn rất là sang trọng và chắc chắn thôi nha. Đó, trước cửa nhà người ta trang trí đẹp chưa? Wow, rất là lý tưởng cả nhà ơi. Bên ngoài là xe chạy, ở trước là đường xe chạy cả nhà. Là nhà, đây là nhà để xe của họ đó các bạn ơi, nhà để xe ô tô đó cả nhà. Cả nhà thấy đẹp không nè? Đây còn khu nhà này nữa nè, rất là lý tưởng nữa nè. Wow, đẹp quá. Mỗi nhà trang trí mỗi kiểu cả nhà ơi, rất là đẹp luôn. Bầu trời trong xanh gió mát hôm nay đó cả nhà, rất là đẹp nha. Đây là nhà để xe đó các bạn ơi, nhà để xe đây đó, lý tưởng chưa? Nhà để xe ô tô đó các bạn, cả nhà ơi, đây nè. Người ta trang trí cái khu ở người ta rất là lý tưởng luôn nè. Wow, đẹp lắm đó cả nhà, nhìn rất là đẹp, rất là mát mắt luôn á. Cây xanh rồi bông hoa đầy đủ, rất là hữu tình luôn. Wow, đẹp ơi là đẹp. Đây các bạn ơi, các bạn nhìn xung quanh nè, bên kia cũng là chỗ để xe đó, để xe ô tô đó cả nhà, có riêng biệt là như vậy đó. Ở nước Đức này hả, có nhà riêng thì người ta để xe ô tô, có nhà để xe ô tô riêng biệt luôn. Còn nếu mà không có thì một là mua chỗ, hai nữa là chỗ của nhà nước đó cả nhà, vậy đó. Đây trước cửa nhà họ cũng trồng nhiều bông hoa đẹp nữa. Wow, trắng tím đẹp quá cả nhà, giống như hoa cúc nhà mình quá hả. Wow, rất là đẹp, rất là lý tưởng nha cả nhà. Đây khu này rất là đẹp luôn. Đây cả nhà, ở dưới thì sỏi đá nha, tấn bằng sỏi đá rồi trồng hoa lên. Wow, cũng tươi tốt đẹp. Rất là đẹp luôn cả nhà. Con hoa tím này nè, có ông nó đang đậu nè cả nhà. Wow, ông thích hoa rồi, đẹp ơi là đẹp nè, đang hút mật đó cả nhà. Wow, tung tăng trong gió nè, đẹp ơi là đẹp luôn nè. Wow, chú ông này say sưa rồi, hút nhị hoa say sưa rồi đó cả nhà. Wow, thấy ghét chưa nè, dễ thương ơi là dễ thương ha cả nhà. Wow, mấy chú ông này đi hút mật á, mật ong là ngon lắm á cả nhà, ngọt ơi là ngọt luôn đó. Mình cảm ơn đại gia đình thân thương, cảm ơn các bạn đã đồng hành với kênh Blue Mờ cuộc sống ở Đức của mình. Nếu cả nhà thích kênh Blue Mờ, cả nhà nhớ đăng ký kênh cho mình với nha cả nhà, mình có nhiều động lực làm nhiều video hay nè cho đại gia đình mình xem nha, cho các bạn cùng xem. Bây giờ Blue Mờ xin kính chúc cho đại gia đình thân thương, ông bà của chú bác, anh chị em và các bạn, nơi nào còn sáng thì một buổi sáng vui vẻ bình an, phước hạnh yêu thương và dư dật nha. Nơi nào tối thì một buổi tối được tràn đầy yêu thương, bình an và vui vẻ, một buổi tối ngủ thật là ngon nha cả nhà. Đại gia đình thân thương ơi, đại gia đình nhớ giữ gìn sức khỏe nha, nhớ ở trong nhà đừng đi ra đường nếu không có công việc gì nha cả nhà, để một lòng đồng lòng chống Covid nha cả nhà. Các bạn ơi, cố gắng chịu khó một chút thì mọi sự Covid sẽ qua mau, thì cuộc sống sẽ trở lại bình thường rồi ổn định, để sự vui vẻ trở lại nha cả nhà. Bây giờ Blue Mờ xin chào và hẹn gặp lại đại gia đình thân thương nha. Xin chào đại gia đình, xin chào các bạn nha, bye bye. Xin chào và hẹn gặp lại video lần sau của Blue Mờ nha, bye bye cả nhà, bye bye các bạn, bye.